các bạn chuẩn bị cho mình 3 màu len như vậy. Kích thước sợi là 2mm, kim móc 2.5mm. Kéo cắt len, kim khâu len. Để móc vòng thứ nhất, các bạn lấy cho mình len màu hồng nhạt. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Dùng kim móc, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào trong vòng tròn ma thuật 12 mũi móc kép. Kéo sợi len thừa để siết vòng tròn ma thuật lại. Móc cho mình một mũi trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc vòng thứ nhất. Tổng số mũi vòng thứ nhất là 12. Qua vòng thứ hai, các bạn móc lên cho mình 2 mũi xích. Ở vòng thứ hai này, mỗi chân các bạn móc vào đó cho mình là một mũi kép tăng, có nghĩa là 2 mũi kép chung chân. Ở chân đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi kép tăng. Chân thứ hai, một mũi kép tăng. Qua chân thứ ba cũng móc một mũi kép tăng. Vậy là tổng cộng ta móc được 3 mũi kép tăng bằng sợi len màu hồng nhạt. Các bạn lấy cho mình sợi len màu trắng để đổi màu. Kéo sợi len màu trắng qua 2 vòng len trên kim. Phần sợi len màu trắng thừa và sợi len màu hồng các bạn không cắt mà kẹp móc chung luôn nha. Sau khi đổi len trắng xong, các bạn tiếp tục móc cho mình một mũi kép tăng vào chân tiếp theo. Thank you.
Các bạn thả sợi len màu trắng xuống, lấy sợi len màu hồng lên, kéo len qua. Móc tiếp tục cho mình mũi kép tăng vào chân tiếp theo bằng len màu hồng nhạt. Kẹp sợi len màu trắng móc chung luôn. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 3 lần mũi kép tăng bằng sợi len màu hồng nhạt nữa. Thả sợi len màu hồng nhạt xuống, lấy sợi len màu hồng lên để đổi màu. Các bạn kéo sợi len màu hồng qua hai vòng len trên kim. Vậy là bây giờ ta có tổng cộng là 3 màu len. Móc cho mình một mũi kép tăng bằng len màu hồng. Các bạn nhớ kẹp theo hai sợi len còn lại móc chung luôn nha. Chân kế móc một mũi kép tăng bằng len màu hồng. Thả sợi len màu hồng xuống, đổi sang len màu trắng. Kéo len màu trắng qua hai vòng len trên kim. Chân tiếp theo móc một mũi kép tăng bằng len màu trắng. Tiếp tục thả sợi len màu trắng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt móc tiếp. Móc một mũi kép tăng bằng len màu hồng nhạt ở chân cuối cùng. Tổng số mũi ở vòng thứ hai là 24. Các bạn móc một mũi trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc vòng thứ hai. Qua vòng thứ ba, các bạn móc lên cho mình 2 mũi xích.
móc một mũi kép vào chân đầu tiên. Hai màu len còn lại các bạn không cắt mà kẹp theo móc chung luôn nha. Qua chân thứ hai móc một mũi kép tăng. Vậy là xong một cụm gồm một mũi kép tăng bằng len màu hồng nhạt. Qua chân thứ ba móc một mũi kép. Chân thứ tư móc một mũi kép tăng. Sau khi móc xong hai cụm một mũi kép tăng bằng len màu hồng nhạt, các bạn không có kéo len qua như mình nha, mà thả ra để đổi sang màu len khác. Kéo len màu hồng qua hai vòng len trên kim, kẹp hai màu len còn lại móc chung luôn, móc một mũi kép vào chân tiếp theo. Chân kế móc một mũi kép tăng. Các bạn thả sợi len màu hồng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt để móc tiếp. Chân tiếp theo móc một mũi kép. Móc một mũi kép tăng vào chân kế bên. Ở cái chân mũi còn lại, các bạn cứ móc tiếp cụm một mũi kép tăng, lặp lại cho đến hết vòng. Tổng số mũi ở vòng thứ 3 là 36. Để kết thúc vòng thứ 3, các bạn móc cho mình một mũi trượt vào mũi kép đầu tiên. Móc lên 2 mũi xích để qua vòng thứ 4. Móc vào chân đầu tiên 1 mũi kép. Kẹp 2 sợi len kia móc chung luôn nha. Chân thứ 2 1 mũi kép tăng. Chân thứ 3, 1 mũi kép. Thả sợi len màu hồng nhạt xuống, đổi sang len màu trắng. Kéo len màu trắng qua hai vòng len trên kim. Móc một mũi kép vào chân tiếp theo. Chân kế móc một mũi kép tăng.
thả len màu trắng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt. Móc một mũi kép vào chân tiếp theo. Chân kế móc một mũi kép. Móc một mũi kép tăng vào chân kế nữa. Móc tiếp một mũi kép. Các bạn móc lặp lại cụm một mũi kép tăng, một mũi kép thêm 2 lần nữa cho mình nha. Rồi các bạn thả sợi len màu hồng nhạt xuống, đổi sang len màu trắng móc tiếp. Các bạn tiếp tục móc cụm một mũi kép tăng, một mũi kép bằng len màu trắng cho mình nha. Thả sợi len màu trắng xuống, đổi sang len màu hồng. Móc cho mình một mũi kép. Một mũi kép tăng vào chân tiếp theo. Ở hai chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình vào đó một mũi kép.
thả sợi len màu hồng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt móc tiếp. Một mũi kép tăng. Chân kế một mũi kép. Chân kế nữa một mũi kép. Móc một mũi kép tăng vào chân tiếp theo. Chân kế nữa móc một mũi kép. Các bạn tiếp tục móc một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép cho đến hết vòng. Tổng số mũi ở vòng thứ tư là 48. Các bạn móc cho mình một mũi trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc vòng thứ tư. Qua vòng thứ năm, các bạn móc lên cho mình 2 mũi xích. Chân đầu tiên móc một mũi kép. Các bạn nhớ kẹp 2 màu len kia móc chung luôn nha. Qua chân thứ hai móc một mũi kép. Chân thứ ba móc một mũi kép. Móc một mũi kép tăng vào chân thứ tư. Các bạn móc lặp lại cụm này thêm 10 lần nữa nha. Sau đó đổi sang sợi len màu hồng. Ở 3 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi kép bằng sợi len màu hồng. Chân cuối móc một mũi kép tăng. Thả sợi len màu hồng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt. Rồi sau đó móc một mũi trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc vòng thứ 5. Tổng số mũi vòng thứ 5 là 60. Qua vòng thứ 6, các bạn móc lên cho mình 2 mũi xích. Chân đầu tiên móc một mũi kép. Các bạn kẹp 2 màu len kia móc chung luôn nha. Qua chân thứ hai móc một mũi kép. Chân thứ ba một mũi kép tăng. Chân thứ tư một mũi kép. Chân thứ 5 một mũi kép.
Vậy là ta đã móc xong một cụm gồm 2 mũi kép, 1 mũi kép tăng, 2 mũi kép. Các bạn lặp lại cụm này thêm 2 lần nữa nha. Các bạn đổi sang sợi len màu hồng. Ở hai chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi kép. Chân kế, một mũi kép tăng. Móc một mũi kép vào chân tiếp theo. Các bạn thả sợi len màu hồng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt móc tiếp. Ở ba chân tiếp theo này, mỗi chân các bạn móc vào cho mình một mũi kép. Thả sợi len màu hồng nhạt xuống, đổi sang len màu trắng. Móc tiếp cho mình một mũi kép tăng bằng len màu trắng. Móc một mũi kép vào chân kế. Sau đó thả len màu trắng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt. Móc tiếp một mũi kép. Hai chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc vào cho mình một mũi kép. Chân kế, móc một mũi kép tăng. Hai chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc vào cho mình một mũi kép. Vậy là ta đã móc xong một cụm gồm 2 mũi kép, 1 mũi kép tăng, 2 mũi kép. Móc lặp lại cụm này thêm 2 lần nữa. Sau đó đổi sang len màu trắng. Hai chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc vào cho mình một mũi kép. Chân kế, móc một mũi kép tăng. Chân kế, móc một mũi kép.
thả sợi len màu trắng xuống, đổi sang len màu hồng. Ở ba chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc vào cho mình một mũi kép bằng len màu hồng. Sau đó, thả len màu hồng xuống, đổi sang sợi len màu hồng nhạt. Móc tiếp cho mình một mũi kép tăng bằng len màu hồng nhạt. Ở bốn chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc vào cho mình là một mũi kép bằng len màu hồng nhạt. Sau khi móc xong 4 mũi kép bằng len màu hồng nhạt, các bạn đổi sang len màu trắng. Móc cho mình một mũi kép tăng bằng len màu trắng. Chân kế móc một mũi kép, thả sợi len màu trắng xuống, đổi sang len màu hồng nhạt. Ba chân tiếp theo, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi kép. Móc một mũi kép tăng vào chân kế bên. Ở hai chân cuối cùng, mỗi chân các bạn móc cho mình là một mũi kép. Tổng số mũi vòng thứ 6 là 72. Các bạn lấy kéo cắt len để kết thúc vòng thứ 6. Các bạn xem cách mình kết thúc hàng như thế nào nha. Dùng kim khâu len để giấu những phần len thừa đi. Sản phẩm này không khó, nó chỉ phức tạp ở chỗ là các bạn phải đổi nhiều màu len. Và đây là thành phẩm, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều video hướng dẫn hơn nha.